ngala jiwa dugu yore, na kiraan zulu tsumba inayana, kibu dugu yore, diwa dugu yore, kibu da diwa siya diya, jiraan chibu mayin, talo chibu mayin, misi di, kango chadangla nga kibu ji yungna sambiki, duba di tsangala yore es. Inayana di nga zu samba nangshin, ane nga zu la diwa di tara ju yungu yore sena, ane susu gu misi nara du samu tandu, ngoma kiwa ni sondi tanda budula, kibu kasu ji chungsha, Susuku ndobanaji chan tajan tamji jibudu dugi mindu. Susuku mindoba tamji mayongwa chadu. Yana mindoba dunzu yangsi 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 yungdewa chile gudu. O ni changma nganzu haku huya desu. Di haku ne ani ta mayongwa di karichini. Kibu dugi kibu mayongwa di karichini de. Dubu mindoya dubu yungdewa gyumachidu yungdewa di karichini yungbo resa nganzu jibati de gubyo desu. À, thì trong tất cả chúng ta ai cũng muốn được an vui và không có muốn khổ đau, thì không những không có chỉ muốn được an vui cho đời này mà đời sau và cả kiếp trước và cả đời sau nữa, tất cả chúng ta đều muốn được an vui. Nhưng mà có ai đã từng nghĩ rằng để được cái an vui đó thì mình phải cần những cái nguyên nhân như thế nào? À, để được cái an vui như vậy thì mình phải cần lìa những cái gì, mình phải tu tập và lìa bỏ những cái gì để mà mình được cái an vui đó, thì mình đã từng suy nghĩ về cái nguyên nhân đó chưa? Là gì nào? Tiyu dhikho la, ani diwa dhurnya, diwa mayungpa di karichini desi na, ani maranzugi diwa dhubi gyudi, diwi gyudi nga su tatachi dhruptuku meba tang, ani dunghe mendo kya, ni dunghe di gyumachida yungdewa di, nga su dunghe di gyu mendo shindu, yang dunghe di gyu di saa dewa chi, susu mashigi be wangyo, ni dunghe di saa, gyu saa dewa, gyunsen tela denche, ni nga su la, chik katu yina tamantri wataan, chik mambuchi yungdewa di, ni gyudan kye tira chila chini yungdewa resi. À, thì đã bao giờ mình suy nghĩ rằng là cái nguyên nhân nào dẫn đến làm cho mình được an vui và cái nguyên nhân nào làm cho mình đau khổ, hay là mình chỉ cứ toàn là tạo những cái nguyên nhân đau khổ để rồi sau đó mình cứ đau buồn tham khổ vì nó mà mình không có biết cách diệt trừ nó, thì cho nên mình phải suy nghĩ về cái nhân nào làm nên cái an vui cho mình, và cái nguyên nhân nào để diệt trừ được cái nguyên nhân nào tạo nên đau khổ, và diệt trừ cái nguyên nhân đau khổ đó thì mới tạo nên được cái quả an vui. Là gì nào? Đấy, đi đây đi. Anh em ngồi đúng ngay, đi vị gửi tới là yang, ta mang ra mang bố chị rồi đấy. Bên này cha sẽ na, mang chỗ đó để đi. Anh em khá là giá trị xài ra na, yang ngồi là đi vào chị lấy quý rồi. Ta nên xin anh em khắc cung để đi gần lại, chú chưa ra đi gần lại, chú sẽ uống chị dùng quý rồi. Sư bố sư uống chị cha để đi gần lại. Tụi nó trụ chỉ là đi ngay, anh nghĩ được cái vụ con này là cái vụ sự việc gọi là, anh sao chỉ mua được đi ngay là, nàng là lấy essay đó rồi tăng chỉ để đi ngay, anh sử dụng rồi chỉ để anh cái vụ chỉ cho gọi là, chính xác cái đi vị gửi đi, anh ấy ra ba chi, anh ấy ngồi lại tên anh ấy rồi chụp thuê gì, anh ấy đi chỉ cho gọi là. À, thì mình đã từng nghĩ là những cái nguyên nhân để tạo nên cái an vui cho mình, hoặc là mình đã từng nghĩ những cái nguyên nhân tạo ra cái khổ đau cho mình chưa? Ví dụ như khi mình bị cơn đói, mình cũng đau khổ, mình bị cơn khát nước, hoặc là bị nóng lạnh, nóng quá mình cũng đau khổ, lạnh quá mình cũng đau khổ, thì đó là những cái đau khổ mà nó chỉ là thể hiện mình có thể nhìn thấy được thôi, nó không phải là những cái đau khổ vì thế. Mình đã bao giờ nghĩ ra những cái nguyên nhân của nó chưa? Là như nào? Tinh tú đi tinh anh dư, mu penjo la tene, penjo la tene mang dư nhuê yô đê sê, gyu tinh dư, rô, trô gô tô nè mát tô sê yê gi gyu kala tinh dư, mang dư mu tê nhuê yô đê, kha kum tê dư nè, kha kum sê yê gi chu tê, mang dư mu tê nhuê yô đê, su bu kha tê dư gong la, anh ni trô gô cha yê gi tô lô yô, mang dư mu tê nhuê yô đê, ina yang mang dư nhu ma tuê yê, mu yê na yang, nhu ma tuê yê gi, mang dư la tê wa chi yô đê sê, mu yê na yang, new never so much way mà rồi đừng nghĩ gì cũng gọi là gì thì
먼저 대화대 두비야다 동행대 메버스 얘기 제도라 대답이 누구 녀야 메비기 대화대다 누구 메버스 마트에 동행대 메버스 얘기 제도라 아니 대항아즈 데라다 우미타와디 장구여레스 À, cho nên những cái đau khổ như nóng lạnh đói khát hay là như vậy đó là chỉ những cái đau khổ nó bình thường thôi, mình có thể nhìn thấy được và cũng có thể dùng tiền hoặc là dùng những cái biện pháp khác để giải quyết được, nhưng cũng có những cái đau khổ không có thể giải quyết được bằng tiền hoặc là bằng những cái bình thường mình có thể giải quyết được, thì và đỡ diệt được cái đau khổ đó và đạt được cái an vui thì mình phải cần những cái nguyên nhân gì, thì hôm nay mình phải cần phải học cái giáo pháp này, cái bộ luận này. Rồi nhìn ạ. Rồi, ta đi đi đi, ta ngang dự, cái na, ngu yên này à, đúng nghe mẹ bảo sư mà thuê đi cái gì này, đúng nghe đi gì đi, ngu gì nhớ ai yon mẹ bảo sư yon mà đấy, cái na, không chú đi, ngu trên này mẹ bảo sư không rửa sạch, đồ mẹ bảo sư yon là ngu trên này mẹ bảo sư yon mà đấy, đồ chăm mẹ bảo sư yon là ngu trên này mẹ bảo sư yon mà đấy, mà đi bảo mẹ bảo sư yon là ngu trên này mẹ bảo sư yon mà rửa sạch. Donat ni map soe la mu soe yo maruas ti du kusum la teni chung we se dung e deyo ma ju mu teni map soe yo mares wa ta ne shi ani divi gu chamba dan ming ji dan te wa du ya mu ka o men kha la so ni nyu ay yo mare sung kha la chi ni nyu ay yo mare zura na la chi ni soe yo mares Thì được là thế suy em đi thế là thế này chung thì bị điều thế á, nhá, sửa ra nó là mình nhuệ ở suy, ta sẽ mang hàng là thế này nhuệ ở, chung quanh là thế bởi vì thế ở mà, chung quanh là thế này nhuệ ở mà đấy. Thì được là thế, thế ra, nghe bố tu, mà dù là, xem hàng của nam sát thì, xem cái sáng nó tăng tăng thì khá đấy. Mỗi mình như thì khá đấy. Sen ge samu dang 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 ngobe ne su ti ta ta ra su du mi do re wa di ma cho la ten je ne ma zu go lo chang ja yo des te la ten je ne ma zu sen ge na lo la du ne ma bu ju mu de yu mo des te ta ta ra te chi gi ngobe ne gu te ta ra ka ri ma ha ko e na she samu dang tu ga yi na ane ma zu go lo de chang na chi gi ma des ta ta lam ka la du des ta ta lam ka la du na ma zu le se de la de gi des lam ka ka ngi de chi ma des on mi da yun se de la ten tre ma zu Umi, kalau dia tahu dia jangan buat dia. Mau dah masuk? Cũng Amazon kia là cũng vậy, nhưng Mau dah những sana, cái mau dah sana, mau dah sana lah. là Ini số nyosok. nghe là số cũng vậy, những cái đau khổ mà vi tế giống như cái tâm sân hận, cái tâm si mê hoặc là những cái phiền não của mình đó cũng không có thể dùng tiền hoặc là dùng những cái phương pháp bình thường mà mình tiêu diệt đó được, hoặc là cũng không có thể dùng tiền hoặc là dùng những cái vật chất bình thường để mà mình tạo nên cái nguyên nhân để mà an vui an lạc được, thì tất cả hoặc là tất cả những cái nguyên nhân để mà dẫn đến cái an lạc tối thượng nhất thì mình bắt buộc phải thay đổi cái tư tưởng của mình phải có một cái tâm thay đổi để diệt trừ được cái phiền não, diệt trừ những cái vi tế phiền não sân hận si mê, những cái nguyên nhân đau khổ đó thì mình mới được đạt được một cái an vui rốt ráo nhất, thì bắt buộc đó là cái nguyên nhân mà chúng ta phải học pháp và học vào cái pháp rốt ráo là Trung Quán này. Là đây là đi đi ta mà giờ đúng cái đi sang mà dùng để bị sao đi thì mari ba sẽ đi đấy ta mari ba để mẹ bảo sao là anh đi cái đồ chơi cái gì vậy thế na anh mari ba mẹ bảo sao là đi đồ chơi thì cái gì vậy thế na anh chỉ cái nilu tô bê anh sẽ làm được cái gì đấy chỉ cái nilu tô bê sẽ làm được gì na anh đi quan bà là tên này anh mari ba để sao anh chơi được cái gì mari ba để sao anh chơi na Tele tembe, tele chungwe, ni docha shedem kongtu, ngagi la sobagi lesa, le te wango kola kolo, te kola di koya gi yu zawa di chedu res. Tiji di wana ngazu dunge yongya gi zawa kwan, mewa chagu yo res. Cho nên cái nguyên nhân gốc rễ mà tạo ra khổ đau
Đó là bởi vì mình vô minh, mình si mê trong cái cõi đời này, cho nên mình tạo ra nhiều đau khổ. Thì cái nhân nào, cốt lõi nào mà để mình diệt trừ được cái gốc rễ khổ đau đó thì chỉ có là tu tập trung quán, tu tập tánh không thì mới diệt trừ được cái gốc rễ vô minh đó để mình đạt được cái an vui. Là rồi ạ. Tì nè bà sáng tà nè sáng dì chân tì nè nè chì yu khổ lô sùm bò yà rè chì yu khổ lô sùm bò yà nè khổ lô nì wà khổ lô bà rò nè chè nì mè bè chùm kò nè xè rù kì bà rò tì chì bè nè ndò tì sùm bò rè ndò tì kè nè chò chà sò wù nì wà rè chò chà sò wù nì nà nè ngùi sè tè bà tò tè ngùi sè tò tè nè tè kà rè rè sè tè nè tè kà rè rè sè nà ngùi tè tò nì dì rù mà sè nè Shūla te karere se, bīwi tsuki tenpa te karere se kuzi, dunga la, ane, bēten wan tōki rinpa se, dōdi na, lam ki rinpa, lam tō tsuki rinpa, nyi sōng rinpa. Ta tira nga zu shēr te karere se na, ane, shēru ki palo tu chimbia, chimbia ki, chimbi, ane, ngū si tenji tō chini tenbi, ane, tōma yu ko te, ane, nga zu tira nga shēr rinpa. Ta nga zu nam jini, shēru nyungu nga zu sama dende kua rinpa se, ane, shēru nyungu nga tōma karese na, su tumbao, tumba nyi su su, su li nyo tumba nyi shen mayi, tumba nyi li kyan su shen mayi no, se ta, tumba zina maa song de, tsang maa, ane kar se de, ngui ten tu nyi jirin ba, kyan kyan, tu nyi ko kyan kyan song de kuri kar es, dire indi wana, tenang nga zu she ya di, ane sa ji shun den de, song sha vi, kolu rin ba, kolu, ane, rin ba nyi wa ku vi, ane jo ja u su di, tenang nga zu di shi kuri kar es. Cho nên để mà diệt trừ cái gốc rễ của khổ đau đó thì Đức Phật của chúng ta cũng đã có ba thời chuyển pháp luân. Thì cái thời chuyển pháp luân thứ hai đó là vô tướng pháp luân. Thì cái thời chuyển pháp luân thứ hai này là dạy về kinh Bát Nhã. Thì chủ yếu trong kinh Bát Nhã nó có trình bày hai cái pháp, đó là thứ nhất là trình bày rõ ràng về thứ tự của tánh không, và thứ hai là ẩn ý về thứ tự của hiện quán. Thì hôm nay mình sẽ học về cái rõ ràng về cái thứ tự của cái tánh không, đó là về trung quán. Thì trong kinh Bát Nhã cũng có kinh Bát Nhã, mà tiểu kinh Bát Nhã mình hay thường đọc thì cũng có dạy này là sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, vân vân. Đó là trong kinh Bát Nhã thể hiện được là cái tánh không, cái trung quán. Thì hôm nay mình sẽ học chủ yếu là về cái thời chuyển pháp luân thứ hai kinh Bát Nhã và dạy về tánh không. Rồi là lo anime to lo konzo le kiji ti ani takudo ani gobimin de la da ya ngani ya te ji le ji kali shi go ta ya konzo nyenge konzo la konzo la ni da yi de shi go le ani ji konzo le kiji ti da ya bo ya bo gobi du e ani de kiji ti da Thầy nói là mọi người trong quá trình mọi người nghe pero mà tu charanzu des kiji không shi có charanzu hiểu de anima des là sao. Thầy nói trong quá trình nghe pháp mà mọi người cảm thấy không có hiểu, khó hiểu hay gì đó thì mọi người có thể ý kiến, để tôi có thể dùng những cái từ ngữ nó dễ hơn. Nói chung là chủ yếu là vì quý vị học pháp để hiểu pháp chứ không phải là vì chúng tôi. Là số cái nào. Digdira yude. Kono ke laimu da keje chiga shigimu da ne. Digora da, digora. Ya. Thầy nói mọi người không có trả lời thì chắc mọi người đã hiểu Dale. hết rồi. Là số. Ani china ani tuma ni se de lamsang sheba na lamsang ma de chi to thuya de da sida kahu le se wa. Ina ya ani tuma ni la chi tisam chi wa. Ani de she ya susu ge ne samlo tang. Tene jeba i mai na ane susu tuma ni tope gi ne pacha ya bu shu sha tu yes nam shi na ane tumbi ken da che ba na ane tuma ni to ga ngang gi pacha de se che ne tuma ni to ge do de mon du kyo la le la bu cha gi des kyu ten te la te ni tra ngang zu chi tuma ni ta ra chang ji lam sang ha ko ni to ni chi ti de chi ma tu ai na ya de de bi tuma ni gi ta la di ma cha ya gi ka go sum bu chang shun de la ma pacha ani ga ya bu ji sha ya gi ani kuno de ki gu yo des Cái quan điểm về tánh không á, thì nói mà đỡ nghe và học liền thì nó không phải là dễ. Và
nếu mà nếu như vậy mình nếu mình không không dễ hiểu mà mình nản lòng thì cũng không có đúng. Mình cái trung quán, cái tánh không đó, mình chỉ cần mình phải bênh tư tu, mình phải nghe và mình suy tư và mình tu tập nhiều thì mình mới có thể hiểu được một phần nào đó về không tánh. Thì tuy nó khó nhưng mà mình cũng phải cố gắng nghe để mình gieo duyên một cái chủng tử tốt về Phật pháp. Tuy khi mình đã nghe được cái từ không tánh, hoặc là mình suy nghĩ về nó và mình hiểu được một phần nào đó, là mình đã gieo được một cái chủng tử tốt cho kiếp này và nghiệp kiếp sau nữa. Là Nên đi anh tụi mình nhìn thấy là anh giang này trường độ mà chưa nào yang đó bao giờ tạm gì yang anh coi là thế giới gì gửi đang lấy đang nhóm đơn đồ anh nhung ở tang thủ rồi anh sử dụng bao giờ để sử dụng bao giờ anh mà sử dụng bao giờ chỗ rồi anh tụi mình phá bao là ai đẹp hiện giờ bé Ani uma shi yaba dina dina shi sung yo de. So nam menbi chin de la tezum sawa yang man gur. Tezum sawa zamji yang seba shu shi bun gur se. Dona gal se usuna so nam menbi miji yin ba yina uma nyi la jaya da pasha rwa guwa nyaya da pasha de la tezum yasa yi ma re se. Uma nyi se de kada ji yina se jik de la be chi tonang dawo chi tesum saye dinde yungu ma res, sona mebi mii na. Kesi chi tonang dawo chi atuma nyi saye de kanda chi yinba se, tela tesum dawo sa, tela ane chi jamba tezi chi toba yinba yina yang, degi nyuwa tela teni, ane susugi, yugi, maribi, kuni langwe, le lang nomo tenzu, ane nyungur tang tu res, tesum yo res. Thì các bạn đi su su mà đây Aya Dev, các bạn Papala, là à. Gumbulu Dugi, Thomas. Là số khó sang nghe thì giống là số cũng như trong 400 câu kệ của Ngài Thánh Thiên, Ngài cũng có dạy rằng là tuy không tánh, tuy mình không có chứng đắc, khi mình tu tập mà không có chứng đắc được không tánh, nhưng mình chỉ cần tư duy và suy nghĩ về nó thôi, thì mình cũng đã suy tư duy suy nghĩ và hiểu một phần nào đó về không tánh, thì mình cũng đã tiêu diệt diệt trừ được một phần nào đó cái vô minh, cái phiền não của mình. Cho nên Ngài cũng có dạy rằng là nếu một người chỉ có cái phước nhỏ và không có một cái phước không có lớn, nhưng mà nếu như mình suy tư về không tánh, tuy không có chứng đắc mà chỉ mình suy tư về không tánh, về cái nghĩa của nó, thì mình cũng sẽ tiêu diệt được một phần nào đó những cái phiền não nghiệp chướng của bản thân của mọi người. Rồi dừng lại. Nên đi ta thế nào ngon chứ tung bay nhị đi chẳng bờ là anh ngon chứ xí xả sát sẽ vừa là anh xung cả là tên ngon chứ chẳng vừa thế na anh uma chụp bờ là tên chẳng vừa rồi thế uma chụp bờ xung xí xả ngon chứ chẳng vừa thế thì đi mà anh uma chụp bờ chụp bờ đi xuống thế na bắt đầu đào vào trong bờ sẽ đi cho họ bảo vệ cái đó anh tiền thuê chung gì nào gì đó yang về anh kêu chém bộ chỉ thế rồi bảo chụp bờ thua rồi bảo kêu ai mà Ani chutu imba, niga imba tibi shiresi. Ta kongi lujiro adichi kyan juda. Thì hôm nay mình sẽ học về cái quan điểm trung quán không tánh này, là chủ yếu dựa vào chính yếu là cái bộ luận Nhập Trung Quán Luận. Thì Nhập Trung Quán Luận được ngài luận sư, một vị luận sư của Na Lăng Đà, là ngài được xứng giảng dạy. Thì đầu tiên để mình học bộ luận này thì mình phải biết rõ một vài điểm, một sơ lược về cái tiểu sử của ngài Nhược Xứng. Là gần là In the cool woman jubadi, any Kurangi Kandas Jumbarisena, any Kurangi Bumbuludugi, any Sherry Paradu Chibi, any Timani Yukodi, Kola, any Samshawe, Umar Zotrup Sejuris, D Naloni, Umazawa Shira Sejuri, D Tamjigi, Zawatu, Umar Zotrugi, Yang Zawatu, D Umar Zawa Shira Sejuris, D. gumbudu duk tsambares, di in tewa, la, ni padin dawa trapa gi,
nên mà chụp ba sẽ thì tầm Thì cái bộ luận nhập trung quán luận của ngài Nhược Xứng này thì dựa trên cái nền tảng cơ sở nào là ngài luận giải lại cái bộ luận căn bản trung quán luận của ngài Long Thọ? Thì ngài ngài Long Thọ có 6 bộ luận ngài Long Thọ có 6 bộ luận giảng dạy về trung quán, thì trong đó có bộ luận là căn bản trung quán luận. Thì ngài Nhược Xứng đã dựa trên bộ luận căn bản trung quán luận này để luận giải về cái quan điểm trung quán của ngài Long Thọ. Và ngài Long Thọ thì dựa trên cái quan điểm của kinh Bát Nhã là thời thời chuyển Phật của Đức Phật, thời chuyển Pháp Luân thứ hai là kinh Bát Nhã mà luận giải cái căn bản trung quán luận, để luận giải về cái quan điểm trung quán là cha hàng hậu học về sau là cái nào. thì chứ ta đi đi anh ấy ta còn đi mà chỉ có xe đi trong bộ bộ đi mình có thể chỉ có để ta còn chỉ có chỉ có ta mà chỉ có xe mà chỉ có đi anh ấy bộ lưu trú cái anh ấy sẽ được phát triển bên du lịch cũng bắt được sẽ sẽ được cái giá vay mà ina sẽ được cái giá vay được cái sản phẩm ina trong bộ bộ bắt đầu trả bảo sẽ mình có thể chỉ có này loa 어디 저거지 몰라. 근데도 거기 아니 취 공점에 때문에 샵이 제법이 치워서 했다. 취대 넘어 다 버렸. 아니 좀 보고디 이제 개와 좀또 냠내 뭐 되지 이제 이모디 먼저 루지 시고 요레스. Thì đã hiểu về cái bộ luận nhập trung quát luận này thì mình phải biết rõ về cái nền tảng xuất xứ của nó là như thế nào. Thì không những thế, mình phải biết rõ là cái tác giả là ngài Nhật Xứng là một vị như thế nào để mà mình nghe và mình tin tưởng vào cái bộ luận này có đúng với cái giải thích, có đúng theo cái lời dạy của chư Phật là từ thời chuyển Pháp Luân thứ hai kinh Bát Nhã xuống đến ngài Long Thọ và truyền khi luận giải đến ngài Nhược Xứng hay không. Là gần nào Ani ta parin dawa dawa de kurang chung sa di jaal hojo. Ni chung, ani kimzang di yang brahman zi rwa kwanzu tamzi yi kimzang na lo chung. Ani chung du ni riba hajang go nombo. Ani riba ni nga la pe chang chu ba di ne chi cha. Di ne rim ge kurang rab tu chung. Rab tu chung ni ani nandun riba la chang. Di ne kale kale kurang ya da yu. Ani nalenda la pe, ani nalenda ni, ani nalenda kembo yurimbo shunye, shunye dine chiresi. Ngài ngài Nhược Xứng là ngài sinh ra ở Nam Ấn và ngài ngài xuất gia từ nhỏ. Thì ngài rất là giỏi, nổi tiếng và uyên bác về thơ văn, và giỏi rất là nhiều bộ môn. Sau đó là ngài học về triết học và ngài tu tập và bắt đầu ngài đến trường Đa Lăng Đà. Sau đó ngài có một thời gian là làm viện trưởng của trường Đại học Đa Lăng Đà. Là cái nào? Nên Quran xuống là hai chương kỳ kheo rigpa nova thì nên im bớt xong ra nên Malenda là kheo du du kỳ nên lẽ ra chỉ là nhiều rồi kheo chớp bớt là kheo rigpa nova thì nên im bớt ý na nên Malenda cũng cố gắng tâm là chứ cố tâm là thế này anh chưa rồi ba năm thì nên dùng đi công tác là chưa bao giờ công tác là chưa xong ở thì nên chỉ nên công tác là rigpa của nên anh chưa rồi ba công tác phải chạy 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 어디는 지고 요래스 다야 리바 하장 건 뭐가 맹해 된주 날한테 낭라데 낭네 아니 주 체니 라발로 이드네 지고 요래스 다 받는 다와다바 아니 아 뒤주시나 날한테 개고 종행기 개와 정부지 라데버레스 Thì ở khi ở cái thời đó ở trường Đại học Na Lăng Đà thì sẽ chia quý thầy ra làm hai, là một số quý thầy không có thông, không có nhanh nhẹn, không có uyên bác về học vấn, chủ yếu thì các thầy sẽ ở bên trong, còn một số thầy mà giỏi uyên bác và có thể tranh biện với các nhà ngoại đạo thì sẽ cho sắp xếp giống như là đứng ở tiếp khách, giống như là để mình tiếp khách và để trao đổi học vấn với các vị bên ngoài. Thì ngài Nhược Xứng là một trong những cái vị uyên bác và thông thạo về
kinh luận về học vấn và ngài rất là giỏi về tranh biện thảo luận về kinh điển, cho nên ngài là một trong những cái người mà trông coi là tiếp khách, giống như là tiếp các nhà ngoại đạo và đỡ tranh biện thảo luận về các vấn đề về các nhà ngoại đạo khi mà có các nhà ngoại đạo đến thăm hoặc là có khách các vị khác đến thăm. Là Ani nima chi ba den dawa chaba ye ani je gu gun jam la ro ge jam la chi song de du ngala ani de la mi ja chi yong ani chi she sa de la nam ju yin mi chang ma chi she sa de la ma de ani chi la ni ju she chi wa ani ba den dawa chaba ge chi she de du ngala mi ja chi du si ya chi she sa de la yong sa la ma de chi du si ya du lang ni de des ani ba den dawa chaba ge ya da mi di ka ri na Tā kūgī jidāng lā tāna pēchē pēchē tā ngā lā dzubā dzuayagī ngī chū shēgū yuwa dī kē mā lēmbā dī lā dzubā dzuayagī dōba yuza dī ēsam. Āñi dēni chū tsam shāchē nī kōrāng lā āñi kērāng kāwā nī yuñi bēs lā dūyga āñi ngā lōzhō nī yuñi īs. Āñi kērāng kārī shīngi yuwa bēs tē dī yuwa ngā nī kūgī chū sūm shē tā dī ngī shē mūgā chē ngī dī nā dī dā jī shīngi yuwa bēs. Tīnā kōng, anī kērāng kī tsēn lā kārī shūgī yūs nā pūrēs. Anī ngī mīng lā, anī chēntā kūmī shēgī yūs, chēntā kūmī. Ā lē, tā chēntā kūmī shēgī, tā pēmī shēgī kēwā chēmbū rē. Tā tī yīmbā yī nā, anī ngā rāng, ngī kērāng nā lā tīndī shūgī yīs, tīndī sōng pūrēs. Nī ngī dōng jī shēgō, tā tī dōng rō, tā dōng rō rō. Thì thầy nói là thầy đang cỡ sơ vào cái sơ lược và ngài nghiệp chứng, cho nên mọi người lắng nghe. Thì trong một ngày ngài nghiệp chứng, ngài giảng pháp, cũng ở ngài giảng pháp đối với mọi người, ngài giảng pháp mọi người, thì có một vị cư sĩ đã đến, và thay vì là thông thường ngài giảng pháp thì những cái vị nghe pháp người ta sẽ ngồi xếp bằng và cung kính để nghe ngài nguyệt sứ giảng pháp, thì cái vị cư sĩ này lại đứng dậy và giống như là thể hiện một cái thái độ là tò mò và không có cung kính, và giống như là muốn tranh biện về những cái quan điểm với ngài nguyệt sứ. Thì ngài đã hỏi vị này là vị này đến từ đâu, vị này giỏi về những cái gì. Thì sau khi vị này đã trả lời là vị này là đến từ vùng Nam Ấn, vị này tên là Chantakumi, và ngài vị tôi rất là giỏi về thông thạo ngữ pháp tiếng Phạn và thơ ca vân vân. Thì sau khi hỏi xong thì ngài Nguyệt Sứng biết rằng là vị này cũng là một vị học giả rất là uyên bác và rất là giỏi, nên ngài đã mời vị cư sĩ này vào trường Nalanda. Là kia là Ồ, đi rồi, đúng không mà khi vào đến rồi chỉ là đi rồi cả lâu rồi chỉ ngã khi vào nhìn chỉ ngã ý sẽ đi nữa ngô mà khi vào đến rồi thì nên sẽ đấy lúc gì là tôi ta na Thì ngày xưa là cái thái độ của những cái vị cái cách hành xử của những vị học giả là như vậy. Tôi là một vị hành giả và thể hiện với một vị hành giả như vậy, thì cái cách của ngày xưa là hay thể hiện như vậy. Là vậy là Ine de tu je mare se ya ma ge chi ro de 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 sa mare se ra ta nge ko kan de chi du ta go sa ne de ne sa re se ro Nhưng mà cái này không phải là thể hiện cái thái độ là tôi có một cái tôi tốt, thể hiện là tôi tốt thế này kia, không phải là một cái thái độ như vậy, mà chỉ là một cái thái độ tò mò giữa các vị học giả với nhau, là không biết vị này giỏi cái gì, vị kia giỏi cái gì, một cái thái độ tò mò thôi, chứ không phải là một cái thái độ là không tốt. Là nga dhru yu dhila lagi mara kurang kai shingu na ngi di shingu yu ko kei yuwa ma resi nga dhru di lagi rwa kondzu di ma resi rwa ko kei yuwa ma re la uwa ma resi ina o ta ku ngi chik ta u du ko kari shingu du ko tiwa tang ko lo tsiba tsiba chi na ani kurang ki ma shimba du ko shimba yu na yang ko di rin lo kei len ya tang nyam nyan dhila lagu rwa kei wa dung ma kei wa dung dhila dhila tsugu yu rwa nga dhru cha do chi ni pa zhungu di ki shingu yu na kei rang di shina ngi di shingu yu ekran di shing na ni di shing di da ke mare la gu yo ro di na ya du ja de so a ko cha do gom chi go de me ke wa dun zu je de cha do ma re so Cái thái độ của những vị này là có một cái tâm tò mò, không biết là cái vị kia cái học vấn như thế nào, và hai bên muốn thảo luận với nhau để biết rõ rằng là
hai bên mỗi người sẽ nhắm rõ và giỏi và tu tập về những cái vấn đề gì thôi, chứ không phải rằng là tôi không phải là cái thái độ tôi biết cái này tôi biết cái kia, thể hiện cái tâm đố kỵ hoặc là cái tâm mình biết hơn nhiều hơn người khác, thì không phải cái thái độ như vậy. Những vị học giả hồi xưa thì họ chỉ có cái thái độ là muốn biết cái vị khác người ta giỏi như thế nào để mình học hỏi và tu tập theo thôi. Là 나도 남지 지소나라 인데라고 얘기하시러 와. 미지기 아 나가루 참찬의 친사지 끼고디데 친송아 디데 친라나 미셴바데 타도라니 아디데 나무마지 이마 지지지라 친 이니라 친 인데라 얘와 양지기베나 어미 모라디 무무무마 인데 직데 라나 셴바디 아미 모라디 딜리 야스 지지니레 니 이니레스네 마즈 디데게 타도티데 에 콜링 아야 코딜레 네디 야유 콜링 아 연데 체유 콜링 아 유치와 유스네 먼저 인데기 나게기 니 계제시당 나게기 셈바 체시도 디다 여보 말이 비특제레스 소소라 여버디 소소소나 마왕게 토벌레 디 야고레 소소 가와공 지세요란지 만디레 토버디 마소나무기 기왕마마기 소람당 나랑기 쪼발라테니 중화레 야고레세 가와고네 디고레 모두 난디요 셈바디 요마세마 차와이나 안디 야보마 데 두자데스 뭐뭐 케바든 제가 딘데요 말해서 당이 야보 신고요 코 딜에 가서 가리 신고도 어데는 저거 딘데요레스 Thì những cái vị học giả đó, cái thái độ của họ là muốn học hỏi, muốn biết cái đối phương, những cái vị học giả khác họ biết cái gì và họ có những cái phước đức gì mà thông thạo và giỏi như vậy, chứ không phải là tôi biết nhiều hơn, người này biết ít hơn, hoặc là để tôi thể hiện cái tâm đố kỵ ganh tị, hoặc là thể hiện rằng là ta hơn người, thì nó nếu như vậy thì nó là không có tốt. Còn những vị học giả thì họ chỉ thể hiện cái thái độ là cái tâm họ muốn biết và học hỏi thêm về những cái người bạn đồng tu của mình là giỏi như thế nào để học hỏi thêm mà thôi, chứ không phải là cái tâm đố kỵ và cái tâm hơn mình là Dini, ta tang yi gan yu dung di mu tini dwe yin sirwa, lu ji là di. Ani, dini, ani, ta, zhen zhong gu mi se, di pe mi se bi mi ke wa qing bu shu ji li es. Ina, kurang ki ta wa di, sen zang bi ta wa, lu wa. Ani, pa pa tu me gi, ani, jin zhong gi, ani, ke wa qing bu ji li es. Ani, yin di, ta, pa den da wa zha ba yi, ani, ta kirang di da ke wa qing bu ji, ngan zu, ma na len da la pe tsa re, di ji di, ani, ngan zu kirang den den shu yin. Sabang la du, tawa tsama kye tang, ani kya ya dende shu yin siya shu du. Ani pung kar la rizhe li, oda nga ten kimba re, genyen re. Ani tawa tsama yo nga la su pesu shi na, di tawa yin rungu ma re, di tiki ma re si. Di sung du, ani paten tawa tawa ki, a di kye yo ma, nga la rikpa chi yu, nga la tapshi chi yu. Ani nga ni, di shingda sum tati che, shingda kima de la, jizin jamba yin ki, kudra chi shaa. 신다이언데라 찌라 바덴다와 잡아 슈 찌라 젠더구미 슈 아니 군이기 제맹기 아니 군다데 덴디 슈웨요 처지 아니 자와 장마 제맹기 군다데라 덴디 슈웨요 디네기 넘버치니 나라야 덴디 슈데스 Thì ngài ngài nghiệp xứng mới cái vị cha ngài nghiệp xứng mới ngờ mới về mời cái vị cư sĩ là Chantara Kumi này vào trường đại học Na Lan Đà để thăm. Thì cái vị Chantara Kumi này là một một vị cũng là rất là nổi tiếng và uyên bác về học vấn ở trong Ấn Độ. Thì ngài đã mời và mời các chư tăng đến cùng cùng bàn hỏi với nhau, cùng với ngài Chan Chantara Kumi. Thì ngài Chantara Kumi đã nói rằng tôi là một vị cư sĩ nên tôi không có dám mà ngồi cùng với các chư tăng. Thì ngài Nhược Xứng mới dạy là không có sao cả. Ngài sắp xếp cho ba cái cỗ xe ngựa, một cỗ là ở chính giữa là ngài đỡ hình hình tượng của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, một cỗ xe khác thì ngài Nhược Xứng ngồi, và cỗ xe còn lại là ngài Chantara Kumi ngồi. Ani, ane kuni yu siya ta, pepsi shi yu di, zogwa jenda gume pe, somla pe kebo yu de. An jenda gume ye jini jamba yang de la, ane, gyalo ne, doba ji pu re se. Doba, tsikini ma, nga ni ma, som kyo yu di, jini jamba yang du ku di, jiba du si kyo re se. Su du si kyo di, mi tsama gi, pepsi shi yin tsama ta ni, o, jamba yang du ku di, jiba du si kyo san si, la di,
아니 도대 다른 징바도 쪼네 다른 도지는 데레스 데라 엄마마이 마이나 날렌다라 제가도디 아니 자매양 징요마 징요스는 요스는 징바 쪼쪼 요린 자매양 징제요 데스 오 루지디 데레스 Là sao? À, thì à, khi à, khi mà ngồi trên cái cổ xe ngựa đó thì ngài Chandrakumi ngài rất là giỏi về văn chương và uyên bác về viết luận, thì ngài đã viết một cái câu kệ và ngài tán thán hình tượng của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì khi đó cái hình tượng Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã nghiêng qua một bên và nghiêng về hướng của ngài, cho nên là từ đó là có cái tích là khi ngài Chandrakumi ngài đọc một cái câu kệ tán thán về Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thì Đức Văn Thù Sư Lợi đã cái hình tượng của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã chuyển sang cái hướng và nhìn ngài Chandrakumi là Ise, lao đi sao? Ani, ta kuni nala ya le ni, ta, chandu gomagi, kuni ga gumbuludu kile ngore, gumbuludu kile ngore, Ale ngà chích trên ba chế again. lao so. Ngà chích trên ba chế. No. Ngài Chandrakumi tuy ngài uyên bác và thông thạo về văn chương và thơ cư, ngài là một vị cư sĩ nhưng ngài rất uyên bác và thông giỏi về Phật pháp, nhưng mà cái dòng tư tưởng của ngài là về cái dòng tư tưởng của Duy Thức Tông, theo cái dòng truyền thừa Duy Thức Tông của ngài vô trước. Thì sau này ngài sẽ cùng thảo luận về kinh điển với ngài Nhược Xứng và để làm rõ cái quan điểm trung quán giữa Duy Thức Tông và của Trung Quán Tông. Là liên quan là Ani, trên bài chị lao Ani, ta khuyên gì, à, chị khuyên gì gì, gồm bự đủ, gì sung chém mà lấy lâu, gì gì chém mà im kia lên rồi, sau đó sẽ thả ra lấy lâu rồi, à, sinh ra bao nhiêu sinh ra bao nhiêu, chưa được như tung hoa, tung hoa tung hoa sẽ được, chưa được như tung hoa là chế vào giàu rồi, à, bắt đầu đâu ta bao nhiêu thành chưa bao nhiêu, chưa được như tung hoa mà là bao nhiêu, rằng sinh như tung hoa, ra đem về chuẩn bị tung vào rồi cái chính như chuẩn bị tung vào thì được xí đạo ta ta giờ được quân ta mà thuyền đi quân nhị chưa bao giờ ta yêu lòng bu quân nhị chưa bao giờ chưa đi ta chưa bao giờ khát đủ để chưa đi rồi à tanda à chân đạo của mình gì bắt đầu đào tạo vào là lên chắc chắn giáo thủ yếu mà đó bắt đầu đào tạo vào lên sâu chưa bao sâu đằng chưa bao sâu đằng đó nên chân đạo của mình gì lên sẽ ra giáo thủ yếu mà đó khá sĩ gạt đi rồi nên là sáng như yang chưa yong 양쪽 접어서도 가장 렌디 상만 갸투거다. 젠더 고미기 렌 사 야고 가장 야만 투어 삼았더라 상 갸투거다. 타바 렌더 와다고 코 도와서 괜찮아. 코 가장 디제 신기면 렌디 인가 갸투거. 대한 코 차장 라베도 괜찮아 미디 지 인사데 삼지. 딱코도 스코 가와주고도 따데레스. 아니 젠더 고미코도 스조지. 제네지글 하지요레스. 어디 나로라 공다데라가 뒤나 대주고요레스. 다 받는 다와 잡아 봐 줘. 아니 안데라 가리스타 아니 거기 고 갈도스 갈이 옌데레 코 가리치기도 되네. 안디제디 아니 콜라 디게 제네지기 콜라 비제 티고레스. 그럼 땡기 랭자마도 저 콜로야 지와당 데시야 데디. 아니 디제디 콜라 아니 받는 다와 잡아 람송 홉가 고치니 나로 조레스. 그래봐. 나로 조디 콜라 아니 바바 제니스디 제니스디 군다지오라 내가도 팀치마데스 Tuy ngài Chandrakumi ngài rất là thông thạo về Phật pháp, nhưng mà cái quan điểm của ngài thì lại là cái quan điểm theo Duy Thức Tông, và ngài Nguyệt Xứng thì cái quan điểm của ngài, quan điểm về Phật pháp của ngài là cái quan điểm theo Trung Quán Tông. Thì nhưng mà cả hai ngài đều nói là tôi rất hiểu về cái quan điểm không tánh từ căn bản Trung Quán Luận của ngài Long Thọ giảng xuống. Thì giữa hai vị này rất là hai vị tranh biện và thảo luận kinh điển với nhau, ai cũng cho rằng là cái quan điểm của tôi là đúng và cái quan điểm của người này là không đúng. Hai người thảo luận rất là kịch liệt, và để về cái vấn đề quan điểm trong Phật pháp. Thì
Khi mà thảo luận về vấn đề đó thì những cái ngài Nguyệt Xứng, ngài rất là giỏi và uyên bác và đặt những cái câu hỏi hóc búa rất là khó, cho nên ngài Chantaragomi không có trả lời được. Nhưng sau một hôm sau khi hỏi lại những cái câu đó thì ngài Chantaragomi lại trả lời rất là tốt và trả lời tốt hết những cái câu mà ngài Nguyệt Xứng đã đề ra. Thì ngài Nguyệt Xứng mới cảm thấy là tò mò và thắc mắc không biết sao là tại sao một đêm ngài Chantaragomi lại có thể trả lời những cái câu hỏi của ngài tốt như vậy mà lúc trước thì không trả lời Anh được. đó là Thì cái lenses. ngài mới tò mò và ngài mới đi xem thử là ngài ngài Chantaragomi đã gặp ai và sau một đêm đã gặp những người nào mà ngài có thể trả lời tốt như vậy. Thì ngài đã tình cờ thấy rằng là tình cờ thấy là sau khi mà hỏi xong những câu đó thì ngài Chantaragomi đã vào một cái chánh điện và ngài đã được ngài Quan Âm đã thị hiện xuống và chỉ dạy để trả lời những cái câu hỏi của ngài Nguyệt Xứng, cho nên là mới trả lời tốt được những cái câu hỏi mà ngài Nguyệt Xứng đã đưa ra. Ra rồi nào. Ani dini ta panen dawa dawa yi chene zi kunda di la ta kerang chene zi kerang la nirang duus chene gumi la kerang muis pe te chui sungu duus ta nga la yi jimi shi sungu yus nga la yi jimi shi muis je gu yus di da uzu kya vres dini dini ta dini gu muis ten je tu yo ma res ta gonda chandar tanda di panen dawa dawa sim la nye de du ne sim lam la peni Ani milam la pene, in kerang nye ki chi su sungu ma res, in kerang la ni deshe gyau go yo ma res, kerang jizin jambayang ki chi su sungu yo re, kerang la jizin jambayang ki jingi labi shio sonda, nye kerang la deshe go ma res, di sung res, di lu gyuri ta, lu gyuri tong tong chi. Thì ngài 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 Nguyệt Xứng ngài đã đứng trước hình tượng của ngài Quan Âm và ngài đã thưa rằng là tại sao ngài Quan Âm, ngài Bồ Tát Quan Thế Âm lại giúp đỡ ngài Chantaragomi về học Phật pháp, mà tại sao lại không giúp đỡ con trong cái việc học Phật pháp và thảo luận kinh điển. Thì sau một đêm trong cái giấc mơ, ngài Nguyệt Xứng đã nằm mơ thấy ngài Quan Âm thị hiện và trả lời với ngài Nguyệt Xứng rằng là ngài đã có sự giúp đỡ của ngài Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rồi, nên tôi không có cần giúp đỡ nữa. Thì trong sau cái giấc mơ đó là ngài đã thị hiện và chỉ dạy như vậy. Thì cái này là tôi chỉ nói theo cái lịch sử ở trong tiếng Tạng, trong Tây Tạng người ta đã đỡ lại cái lịch sử như vậy. Là Oh, then you say, Ani, gender gummies, but then the water was in Kiwa Chimbo, the digi this. Tan Shimpura, Zintula, Toba Meba, she this, Zintula, Zintula, but the Toba Meba. Ani, but Baju remote in Telo Masho. Oh no, Umati, Gindemangla, Jituko, and Gindemala, Jitu, Umagi, Jituka, and Gindemangla, Shapshimon, was she this. And come Kalayan Samson, do Sangilation. Là đủ sáng giờ đó, đủ sáng giờ là xong. Tức ba đồng đô là thua mấy bạn, sẽ phải qua đấy. Ở bên đây chúng tôi là dùng thua mấy bạn chỉ giờ đấy, ngoài xí đó chúng tôi là thua mấy bạn chỉ giờ đấy. Anh ấy không có gì là hay là còn lo cho là phải, anh ấy lo cho này sáng ngày này nọ, anh ấy đến này còn gì là năng bây giờ chúng cũng bằng thấp sẽ có đi được sẽ qua đấy. Tốt bao, mà là năng bây giờ chúng cũng bằng mà sẽ tốt bao nhiêu rồi sẽ qua đấy, tôi sẽ làm đấy à. Thì ngài Nguyệt Xứng là không những ngài uyên bác về học vấn mà ngài còn có rất là nhiều thần thông. Ví dụ như là ở trong lịch sử cũng có nói về là ngài vẽ cái hình tượng của một chú bò, của một con bò lên trên bức tường và ngài có thể vắt sữa từ cái con bò đó và đem cúng dường hết cho tất cả chư tăng trong trường La Lan Đà. Và ngài cũng có thần thông khác là ngài có thể đi xuyên tường hoặc là nhiều cái thần thông khác vân vân. Thì ở đây muốn nói rằng là ngài là một vị rất là uyên bác và giỏi, không những về học vấn và còn về thần thông. Và sau đó ngài đã xuống Nam Ấn và tiếp tục tu học về mật giới, hành trì mật giới và chứng đắc quả vị và giảng dạy, và ngài là một vị luận sư nổi tiếng ở trong Na Lăng Đà. Là người nào? Đi khare re ngi ta da di khare chi ne dum te mang wo she go de khare chi ne de se na ani ngan ju chu she ba la chu di
아니 쿵따보 고그레스 쿵따보 좀보보 디 수레스나 아니 다와 잡바레스 아니 다와 잡바세디 간데시레스 거기 아니 쿵카발라 두바레스 아니 고블루둘라 두요레스 고블루둘기 쿵카발라 두바레스나 상기가 송라 두바레스 상기가 송카발라 두바레스나 아니 콜로 바와 생님의 비친고 디는이죠 셰르기 파르드신 베기 도 데로 콩투니 이수바레스 그래서 단단한 나란주기 장약이 땡지되기 죄샤고 쪼디 가르레스나 콜로 바박이 죄샤 또 니여베 나니 응을 땐 돈이 기름바디 죄샤 지고래 니가 가서 대랑 시고래 디지디 마저 단단 장약이 단단이 누지 셰샤디 취콩 전부 용약이 제둘라 니 취디 간데스데 니가 가서 다스 미지기 짬내 고랑고랑 그 짬내 샤주제 가서 장고여르베 야나 고랑가 데라 콩동롱 산지긴 두버들라 두야 요래 요마레스 디 요레스 요마세 가서 코나양 개와 침보 도바 토보 너나 진틀라양 토바 메바 어디니 시 요레스 디시에 시둘라 아니게 들은 데 시고레스 돈데 Là요지디 tôi nè. À, vì sao mà tôi nói về cái tiểu sử của ngài, cái lịch sử của ngài Nhật Xứng, là bởi vì khi mình học bất kỳ một cái gì mình cũng phải biết rõ cái vị tác giả đó là vị như thế nào, cái nguồn gốc xuất xứ của cái tác phẩm nó đến từ đâu. Thì ngài Nhật Xứng là một vị học giả nổi tiếng của Na Lan Đà, và từ cái bộ luận Nhập Trung Quán Luận của ngài là ngài giảng dạy luận giải dựa trên cái bộ luận căn bản Trung Quán Luận của ngài Long Thọ, giảng dạy về quan điểm tánh không. Và cái bộ luận của ngài căn bản Trung Quán Luận của ngài Long Thọ giảng dạy luận giải là dựa trên cái nào, dựa trên kinh Bát Nhã, dựa vào cái thời chuyển Pháp Luân, những cái lời dạy của Đức Phật ở thời chuyển Pháp Luân thứ hai, là nó có một cái xuất xứ rõ ràng như vậy, để mình khi mình học bất kỳ một cái pháp nào mình phải biết rõ cái nguồn gốc xuất xứ. Chứ khi mình không có biết rõ nó nguồn gốc xuất xứ ở đâu, hoặc là mình học mà mình hành trì thì nó là không có tốt. Cho nên tôi nói cái tiểu sử ở đây để tôi muốn các bạn hiểu, quý vị hiểu rõ về cái nguồn gốc xuất xứ, cái về tác giả và cái bộ luận này xuất xứ là từ đâu, cũng từ là lời dạy của chư Phật và cái sự am hiểu của các vị học giả, rồi để truyền đạt lại cho chúng ta. Ra cái lòng. Tayang kurang gi lozo ra gung lo ka zhi shu wa re se na yang sung tsu te zhi ma da yo re se ka tiran sa sa ma ta na ya ha shi gi kurang gung lo shi gya ba tu shu gu yo re se sung nyi yo re se shu wa gu bu lu du gung lo tu gya ba tu shu wa re se tinde shi su yo re se wa ina ya da kurang zu ma zu tanda nga rang zu mi pe wa la sa mu tang wa ina lo shi gya ba tu kandas de tu re sa mi ya gi lang san de ki gru wa se ina ya kurang zu 진주당 아니 가르 원실라 토바메와 손자 근데 시우 슈 메시바 말레스 그와 이나야 송진이 말레스 디제디 카시기 아니 아네 나와 잡아데 고블루두기 미지로 말레스 세녀 요레스 고블루두기 미지로 마 밀레스는 고블루두당 투요레 고블루두스는 최신용 말레스 요새 가르스는 고블루두도 죽자 슈브르와 바덴 나와 잡아로 십자 슈디 아니 코니 텐데 투여레즈 신인지 수니 루스지 여레즈 이나야 다양 망부지기 디킬레가 말레즈 디나 용 미스레즈 라 드란성이 케와드는데 간데스 임무레 용식이 말레즈 디네 셰고레즈 디 칼진 셰고레즈나 마운즈기 수술라 사모다니 셰고레즈 마운즈 이거 배와 탐에와 인디 루시가스 가와데 투레 디라 사모다 균센 디 파시 사모다 아니 코에 미시가 데투 말에 코시 야간데스 데게레 고블루루 투자 간데스 데투브레스 근데 신이 요레스 이나야 아니 콘주 또고 토버치 진짜 당원실라 토바 메고 송자 근데 데 미시바요 말레스 이나 아무도 타제 투고 말레스 송주디나 만다니 요레스 Thì cũng có hai một vài cái tích đó, cho rằng là ngài Nhược Xứng ngài thọ cho đến 400 tuổi, và ngài Long Thọ thì ngài thọ cho đến 600 năm tuổi.
Thì nếu như một người thông thường giống như mình suy nghĩ thì làm gì mà có người nào mà sống trên 100 tuổi đâu mà tới 400 tuổi và 600 tuổi. Thì đó là theo cái suy nghĩ của mình thôi. Còn những cái vị đã tu và chứng đắc thì cái tuổi thọ của họ nó cũng rất là dài. Cho nên mình cũng không có thể chắc chắn rằng là không có những cái người thọ đến 400 hay 600 tuổi. Và nhưng mình cũng không có xác định rằng là có thật là có 400 tuổi hay 600 tuổi không. Thì cũng có một vài cái có cái tích đó, thì cũng nói rằng là Ngài Nguyệt Xứng đã từng gặp từng gặp và đảnh lễ và học pháp với Ngài Long Thọ, bởi vì Ngài Long Thọ Ngài thọ tới 600 tuổi, còn Ngài Nguyệt Xứng là 400 tuổi, thì Ngài Nguyệt Xứng có đã gặp và đảnh lễ được Ngài Long Thọ rồi. Thì cũng có cái tích như vậy, nhưng mà đây là trong cái một vài cái tích để lại thôi. Còn theo thông thường của mình thì mình nghĩ rằng là không có ai sống trên cả trăm tuổi cả, nhưng mà mình cũng không có thể chắc chắn xác định được rằng là những cái vị tu chứng họ thọ đến bao nhiêu tuổi, cho nên là mình cứ nghe những cái tích như vậy thôi. Là số Ồ, tôi xin đi, anh chị, chị cũng chuẩn bị dùng cái chế độ này, chế bảo bộ cái chế và chế, đúng không? Anh ấy đã tiến đến vì, mà chụp đi, anh ấy đó cho bảo cái giáo cái là xong rồi, đúng không? Đã đi phê cái là sử dụng vào đấy, thế nào? Anh ấy phê cái lô giáo à, bắt sao lô giáo à, Gen sử là dụng đấy. đi xuống một dòng gen thành ta đổ lễ chứ rồi rồi thật đấy, thúc nằm đi qua Alo, chơi lasu lasu đi đi lasu khế lasu trên bộ lễ lai. trên rồi Lo đi lo khế trên lasu bộ. lasu. Đã đi yên đi rồi. Tăng bộ ngàn đi chỉ dùng chỉ rồi. Tăng bộ ngàn đi chỉ xén đi chỉ là dùng một ta. Cảm ơn chị. Là sợ là sợ Chị sợ cái thông tin này đó. Đi yên đi rồi. Đã. Nên đi. Chào gì. Nên. Phát triển tổ chức gì. Chào gì. Lúc xong rồi. Hình như là. Phải phát sáng mà lúc chung chỉ gọi. Đi khả đi kê gọi là chạm gọi là. Đi. Phải kê gọi là chạm gọi là. Đã đi phải. Thế kia là dù rộp sư dù rồi xin á. Anh ấy gà gà gì khen bố. Rồi tí là gà gà là xa xe chì tù. Rồi gà gì đó đồ 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 nè gà gì khen bố chì tăng. Thế kia lô dạ vã. Bà sao lô dạ vã xe chì tù. Khổ nói như cái tù rộp chú chú bì gì chì là. Anh ấy thế kia là chú chú rồi đấy. Thu ráp chú chích đi. Tù rộp chú chú bà nà là. Tù rộp chú chú bà nà là. Bà sao lô dạ vã gì. Anh ấy chú thế kia là chú rồi đấy. Ani dini zongde, ani pyoge nalo la, ani uban jubegi tenpa tepe mesebe kyabde chenpo shivu chungyo re, telan jewa pe changli do mangbu yo res, pyoge nalo. Thì cái bộ luận này là từ ngày Nguyệt Xứng, thì từ cái tiếng tiếng của Ấn Độ thì sẽ được đã được một vị học giả của Tây Tạng chuyển sang tiếng Tạng vào thế kỷ thứ 11, và nó trở nên rất là nổi tiếng và được học rộng rãi trong Tây Tạng ra gần Ani da ba den da wa ja ba gi ani ka sa o ma ju ba chi bu ma re se ro o ma chi se se che yo re se mun di ga la ko tam sha da ne shi o ma ju ba rang de yang yo re se an do sho ne de de zam che gi ma nga sho ne yang ani den ji ma bu zun na yo re se. Thì Ngài Nguyệt Xứng Ngài không chỉ có luận giải mỗi bộ luận là Nhập Tung Quán Luận không, mà Ngài còn luận giải rất là nhiều cái bộ luận khác. Ngài có bộ luận như là Minh Cú Luận, Nhập Trung Quán Luận, Tự Thích vân vân, cũng đều luận giải về quan điểm Trung Quán, cũng từ cái bộ luận giải của căn bản Trung Quán Luận mà luận giải xuống. lão sư tại đây là lưu giữ đi cha tăng đại sĩ đang nghe kinh sinh bá đang nghe kinh quyết định đang nắm giữ là nghe suy yếu sư loa anh đi chia ra rồi á thì đang chế yếu của sư lưu giữ đến rồi lỗ thế na anh ấy lỗ bên na và đang đào ra bao cái lưu giữ đào đến rồi lỗ rồi á chỉ muốn bao cái lưu giữ lỗ vậy na sư sư yên thế là đẹp bách kia đang tu là phải tu đấy. Thì nên tôi chỉ nói sơ lược về những cái hiểu biết của tôi về cái tiểu sử cũng như cái nguồn gốc của tác giả và cái nguồn gốc của bộ luận này. Còn nếu như mọi người quan tâm hơn thì mình có thể tìm hiểu rõ về cái nguồn gốc xuất xứ của bộ luận, để mình có một cái tín tâm vào cái bộ luận và tín tâm vào vị học giả để mà mình học pháp cho tốt. Đây là Ani sau su gi ani chi te ba chi se ge la ma dang den zu gi ro ani lu ji lo ba dang di ge ka ri ka ri nang sha ka wa le pe sha ka ri tsum sha si di lu ji lo ba yi na ti gi ji bu de la sang ge wa na ro su ji ku ngo la ju de su
đi ngồi ngồi tôi giờ là xong rồi ba làm mà cái là số bên nhà văn ngồi bên là số đối với người chính nhân đấy nên đối với chỉ cần chúng ta xin sẽ cho à còn đi cái số số là làm mà đi cả là phải đi cái cái nào đấy thì đi lưu ý đến số lô đi xe vậy na đi cái số năm đi cái chỉ muốn đi cái gì chúng ta xin là dục cụ cái là chỗ đấy xong rồi đấy thế đi anh à cái này ông cũng bảo lưu ý lưu ý bây giờ bắt đầu đào ra bây giờ bây giờ đấy anh em bữa đó pali ta yên bay nà rồi sang đi nhà số bao nhiêu lưu ý đến rồi là lô thu bay nà lô bay nà anh còn rồi là tiếp bao nhiêu còn rồi sống sao bây giờ nó xuống từ chỗ này á thì sang thôi như chỉ nhìn đủ rồi À, thì khi bất kỳ mình học một cái gì mà mình nắm rõ về cái tiểu sử của cái tác giả đó và mình khởi một cái niềm tin về cái vị thầy hoặc là một vị học giả và mình tu tập theo, thì khi mình có tín tâm thì mình cũng sẽ tích tập được cái phước đức và sau này mình sẽ tu tập và nó có là những cái phước duyên, cái thuận duyên để mình dễ chứng đắc và dễ đạt được cái quả vị mà như mình mong muốn. Là gì nào? là rồi ta nói rằng gì à nói rằng là chưa mà chưa thua mà mấy bạn sao sẽ bị gì đi bay không mà bôi vào đấy đi bay không mà bôi vào đấy đúng không anh này chưa mà này sao sẽ bị gì bay không vào đấy anh này anh ta nói gì thằng đó đi bay thì mấy bạn soi ra ta anh này đi bay thì tai là anh nói rằng gì mà làm gấp đúng không mà làm gấp sang gì là ngay đi bay tao show sinh sửa tập bát tâm gì anh mà làm gì đi bát đi mẹ bát chơi gì vậy thế na đi mẹ bát chơi gì mà thế dùng xe tele thế này anh tele ngay từ tháng bán tele mi nhiều là dùng zoom xe đó mi nhiều là dùng tele zoom anh đi nhẹ nhiều mua nhẹ nhiều ngon nhiều cái gì giờ giờ lấy cái tháng chế anh đây chủ yếu như mà có gì tháng mà ưu tiên nên tele mà dùng chẳng có yếu vậy đi anh làm gì mi yêu cái gì thế na sửa sửa gì ngon mà này sao chứ bị lì chỉ bảo rằng nhóm anh tụi tay ở chế độ là mà chỉ đi cà ri giáo quả đấy đi cà ri giáo đi mà chỉ sang cái sung và năng sinh ta ta mà chỉ đi cái quả đấy Là thì mình từ nhiều kiếp, từ bao nhiêu đời nhiêu kiếp mình đã tích lũy và tích tập biết bao nhiêu là phiền não đau khổ và cũng có bao nhiêu là cũng có tích tập nhiều cái niềm vui. Thì nếu như mình muốn vì muốn diệt trừ cái đau khổ đó mà mình kính lạy chư Phật, mình tin tưởng vào Đức Phật, và mình chỉ có một cái niềm tin không thì mình cũng sẽ không có diệt trừ được những cái đau khổ, cái phiền não của mình. Và ở đây thì cũng có gần hơn 200 người trong một ngày làm việc rất là mệt nhọc, rồi mọi người cũng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tụ tập lại đây để mà nghe pháp, cũng không phải vì cũng chỉ vì để là mình muốn diệt trừ những cái khổ mà mình đã tích tập từ nhiều đời nhiều kiếp ra thì là đi đi nay bác sang địa cầu xuống như thế nào rồi ngang dọc cái tầng đấy cái lịch giáo quy và đang để là thi sinh thôi nhận chỉ quy và để là tiếng ngang dọc chỉ bắt tay à rồi và anh nhớ mong xe à đi yếm yếm bờ đi đây yếm bờ đi sang địa chỗ đến đây cái không mỗi số xuống như thế cái xuống như thế nào thứ ba năm thứ năm đi ba chuyện mà chuyện sinh rồi đúng nghe cha bị mất là nghĩ cái tốt ba xem là bố mình đi 취니 뎀바트베 토브린 그루스 데토나 카르송 고르세나 산주렌 디기르와 아니 나랑줄라 디바단 디바망보 지요레스 나랑줄 디바단 디바망보디 르와 취갑 르와 샤프지제 르와 추르소 포취 디다 투그르 베세나 산주렌 디용 산주렌 디용 지바드 추추 마둘라 베 샤프지제 근데 제바이나 나랑줄 규게 뇽몽웨 디바단 디바드 다 투그르세나 디다 투그마레스 소마레스 다 나신 응안조라 둥에 마부 지요레스 로아선제 단조라 둥에 남마 나소지 용고레스 로아 둥에 데 창마 아니 산제 전에 데마 용제네 차기 두스 둥에 데 창마 매버 수투구 요레스나 티 수투구 요마레스 티 선제 전데 데요 수투구 마레스 송레스 로아 나 당안조라 티 수투구 메나 아니 만티 수투구 메나 아니 산제 전데 데기 타티 수야게 제둘라 산제 전데 데기 유게 똑바 든조 아니 나랑도 줄라 샘젠라 두스 바낭 투그르 베스 사기 조르데 코랑게 투길라 유베 아니 나마텐지메 이실라 소바드르 닝지 쳔불라 소바데 나서 줄라 두스 바테 투그르 베스나 데한테 투마데스
그 지난 간주 성지 존댄 디기 간주 디바디 타이와 마르베 아니 간주기 디바디 장애와 마르베 간주기 둥에 디세요와 마르베 아니 성지 존댄 디 나시게 아니 똑바드 간주 귤라키에요와 마르베 담나 이케요레스 다디 간데지 끼고레스나 아니 므베닐 르와 취니 뎀바뎀베 조거이투스 취기 닐리뎀베 던디 르와 수수비 장 퇴섬제 이게 또 냠스 나와라 때니 아니 수수비 디바다 디발로 수바에 장투구래 디 냠스 나와라 때니 수수비 둥에양 세투구래 디 냠스 나와라 때니 성이 존된 데기 뒤기 또바나시 수수구 유라용 총투구래 세디 송바레스 À, cho nên mình cũng mình dành tất cả cũng trong một ngày nặng nhọc làm việc mà mình cũng sắp xếp thời gian để mình nghe pháp là cũng vì mình muốn tu tập và muốn diệt trừ cái khổ đau của mình. Thì diệt trừ cái khổ đau đó thì mình như trong lời kinh của Đức Phật có dạy rằng là tất cả chư Phật không thể rửa sạch tội lỗi của chúng sanh bằng nước. Sự đau khổ của tất cả chúng sanh Đức Phật cũng không thể dùng tay để xóa bỏ, và những sự tu đoạn chứng của Đức Phật cũng không thể chuyển sang cho mình, chỉ có dựa trên sự thật không tánh mới thoát khỏi luân hồi, mới diệt trừ được cái đau khổ của luân hồi. Thì những cái đau khổ của mình đó, những cái đau khổ của mình thì mình Đức Phật không có dùng tay mà rửa sạch đi những cái đau khổ của mình, hoặc là mình đi mình mời về cúng kính, hoặc là mình làm lễ hay bất kỳ gì đó cũng không xóa sạch được cái đau khổ của mình. Cái thứ hai là Đức Phật cũng không có thể dùng cái tay để mà xóa đi cái đau khổ của mình, và những cái dùng tay để phủi đi phủi lấp đi những cái phiền não sân si của mình được. Hoặc là những cái sự tu đoạn chứng của Đức Phật như là sự chứng đắc tâm đại bi, tâm bồ đề, và đoạn đoạn trừ phiền não của Đức Phật cũng không có thể nào mà chuyển sang cho mình được. Cho nên chỉ có cái dựa trên cái mình tu tập văn tư tu lắng nghe về cái không tánh, và tu tập về cái không tánh, suy tư về không tánh đó mới chính là cái nguyên nhân gốc rễ để mình diệt trừ được cái khổ đau luân hồi và mình đạt được cái quả vị như mình mong muốn. Là gần ạ. đó thế thì nó tự cho phải chế đa lần xa xa tự cho cái đó làm cho nó sinh đó anh em học được sao này đi được hết Thì hôm nay mình tới đây thôi, và bữa sau mình sẽ đi vào bộ luận chính, mọi người thấy thế nào, hay là tiếp tục? Dạ đi thưa, nào con nghe nghĩ là đi nào nghe anh em mua một lần đừng anh sao sẽ gì sao cô? Dạ như vậy con nghĩ chắc là qua đến tuần sau mình có thể bắt đầu phải không ạ? Tại bây giờ chắc không còn đủ thời gian phải không cô? Thì đi vào nữa thì nó cũng lỡ cỡ con. Dạ Dẫn dạ. nó ghen la sen kỳ cà rề uma chụp qua kỳ sen đi ngồi trố chế rồi ghen sen kỳ thọ anh chú kỳ chát đi chế nó anh đi chế mai đi ngàn xôi nắng là trộn á chị gà À lê, thank you don't you xả lê. Oh, rè đi trộn xa nè anh đi chế mai ngàn xôi sao hòa thẳng sao hòa đi bật xa nè trộn lasu lasu thank you. lasu ya 아니 다 나도 도도데 아다 주샹위데 우말레 주바스 다 담보데 챙기 된세가 챙기 된세데 고나 우말레 주바시비 이 챙디 민디 된다데 가르레 세데 그와 챙기 된세 좋아 다 챙기 된데 시발라 담보 우마세데 레오다 우마시 좋아 아니 주바시 좋아 우만 주파스 니레도아 다디 야가글라 가르라고 야가글라 가르라고서 마디야마스 마디야마스 디구나 우마치 까자 디구나 로아 우미 텐주암 아니 우미 주탈하고 그레스 로아 마디야마스나 우마치 온 아니 마디야마카스 까디 자바이나 우미 텐주암 에나 우미 주타 에나 우미 슝라고 그레스 Thì đầu tiên khi mình bất kỳ một cái tác phẩm nào, cái luận giải nào từ bên tiếng tiếng Ấn Độ sang tiếng Tây Tạng, thì đầu tiên là sẽ có là Chà Kha Ké Thù, là đầu tiên là giải thích về cái tên của bộ luận. Thì cái tên của bộ luận đầu tiên là
Mayamaka là theo tiếng Phạn, Mayamaka có nghĩa là trung quán, Mayamaka có nghĩa là trung quán, Awatara có nghĩa là nhập vào, là nhập trung quán, Nawa có nghĩa là xế chào, có nghĩa là nói về nhập trung quán, nói về nhập trung quán, đó là cái tên đầu tiên của cái nghĩa từ cái chuyển sang từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Tây Tạng là Lô, chúng ta chụp bắt được giờ mà sẽ thành đấy. là sao hả? Chụp bắt sẽ đi rồi. Chụp, uma chụp bắt sẽ rồi. Uma là chụp, sẽ vậy ta. Anh đây là uma là chụp. Uma là chụp sẽ đi ngon. Uma đi, chỉ đang uma là cố gắng nhiều đấy, sẽ rồi. Chỉ đang uma sẽ gì? Uma đây là uma người để khởi đấy, sẽ na. Tắt đi ta đang, chế bị ta nhị đang, chế bị ưu đây là chỉ đang gì, rồi. Uma sẽ gì đấy. Ani tabi tadang chebi tani dan chebi yu de la uma se di gona uma di kare res na uma di chu yi ne lu ta tu tong ma ni se de la go res ji dang da ji dang se na uma se de ma de ma se de ina ya ka tu de la ina ta da ka tu de la uma se de ka wa la go res na chu yi ne lu ta tu tong ma ni la ma go wa chi uma se de umi ten ju sa wa shi la na uma se de uma ju pa shi uma di 다세기 타니다 제비 의세하게 동니 되라 마셔 봤지 아니 우마시 우미 땡주 아니 고모르두고 잠비 우마 싸와시라라 주고요 우마 싸와시라라 고고요 그래서 우마시 알아 우마 주바시 우마디 다 바덴 나와 잡아기 우마 주바 땡진데 잠니 땡지디기 가발라 주고래 싸와시라라 주고요라 싸와시라라 거리 간데서 주고선 싸와시라고 된다 sabada yachi bi to da den deshi jagun de ngala ani tenji ta da uma ju ba pa den dawa ta ba gi tsam she bi gi tenji ndi ani umi tenji tsawa shira la ani sabana yachi bi ni wu gun ju yo des tu shi na ka ne do deshi jab gi gun deshi jab ju shi bi ten de ta do ka ne ka do de la uma la ju pa se ju shi bi ten da de ka sna uma ju pa tenji de gi अनि चवा शेरग तोदा दे जेसी जाबा देलो को रेस ला सो देशे कर जगन सबा द जासी वि तोदा दे जेसी जाबा रेस ला सो आ थी थम थường cái chữ Mayamaka là có nghĩa là trung đó, mình hiểu trong tiếng Việt của mình là trung là giữa đó, thì thông thường cái từ trung đó mình hiểu là gì, nó nghĩa là trung đạo, là mình không có rơi vào thường kiến hoặc đoạn kiến mà là trung đạo, là cái quan điểm trung quán đó, tánh không đó, nó là trung đạo, không rơi vào thường kiến hay đoạn kiến. Ở đây cái từ nhập đó, maka có nghĩa là nhập, nhập trung quán luận, nhập ở đây thì giải thích rằng có thể mình có hiểu là nhập vào cái nghĩa căn bản trung quán luận của Ngài Long Thọ, là bởi vì Ngài Nguyệt Xứng, Ngài luận giải ra cái bộ luận nhập trung quán luận này là để luận giải rõ về cái quan điểm tánh không trong cái nhập, trong cái bộ luận giải nghĩa căn bản, trong cái bộ luận căn bản Trung Quán Luận. Cho nên mình cũng có thể hiểu ở đây trung ở đây là trung ở đây là nhập vào, trục vào có nghĩa là nhập vào cái nghĩa tánh không của căn bản Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ đã giảng dạy. Ra sổ nha. Đấy, chỉ đang Uma sẽ đi đến đây là xem ba, chỉ đang Ra sổ. Uma sẽ đi đến Ome Nilu Tatu, mà người chuyên là chuyện Nilu Tatu, đây là Uma sẽ sẽ đi đến Nilu Tatu, cái sự tung anh, đây là Uma cái chuyện này sẽ vậy sao, tắc bị tha đằng, chế bị tha, nhị đằng, chế bị uyên đi, anh đây là Uma sẽ là người sẽ đi luôn ba, thay nhá, tại vì là nhá, Ome chúng ta sẽ ở đây, là từ đi, anh Nilu Khurang là của Uma đấy. Nè chúng ta để là cố chủ đấy, cái đấy là umi lam, rồi lam umas, cái nào tung như tung bị lam đấy là, nè lam umas, rồi chúng ta yang umi gì trong tổ phi lên những gì, chúng bị chúng ta đơn giản là yang umi chúng ta, rồi yang lam umi lam umi chúng ta, ở đâu sẽ yang umi tên chữ, ở đâu sẽ umas hay đi, cặp đôi cặp đôi kinh dịch dịch sát đi. Manda manda yores. Uma se de tsangmala, uma yo de tsamdang tsigdi yo de tsangmala, ani nilu
thà tu tung như là Google cho nên tiếp Google mà đấy cái gì là chụp thà là Google cái gì là làm là Google đấy đúng không? Ông tôi xin cái gì là Ok. tiền chưa là Google cái gì là tiền chưa là Google đấy phải nào tiền chưa tao xin là u mi tiền chưa xin Google đó anh ấy tiền chưa bị tao để là anh ấy u mi tao xin là Google đó anh đó anh ấy xin cũng như đồ bê lô để là u mi làm xin là Google đó ông tôi xin là đó tôi nhung số đồ bê lô đấy xin là Thì cái từ trung quán ở đây thì mình sẽ tùy theo cái từng cái trường hợp mà mình sẽ hiểu. Ví dụ như cái trung đầu tiên mình hiểu cái từ trung ở đây á, đơn giản cái nghĩa của nó là trung đạo, có nghĩa là không tính, mình không có rơi vào chấp vào thuyền kiến hay đoạn kiến, mà mình ở chính giữa trung đạo là không tánh đó, nhận biết rõ tất cả các cái vạn pháp, nó là không có thập thể, là không tánh, là mình không có rơi vào chấp cái thường kiến hoặc là cái đoạn kiến nữa, thì mình có thể hiểu ở đây đó là trung đạo. Hoặc là cũng quan từ cái quan điểm đó mình viết ra luận thì mình cũng có thể hiểu là trung quán luận, là dự luận là ở trong một hiểu nghĩa khác. Rồi từ cái quan điểm trung quán đó mình lại lập ra cái trường phái nữa, gọi là trường phái trung quán tông đó, thì lại là hiểu theo cái từ Uma, theo cái từ trung quán theo một cái nghĩa như vậy. Cho nên là cái từ trung quán nó sẽ được khi nó theo hiểu theo từng cái khi mình gắn với từng cái cấp độ và từng cái hiểu theo từng cái nghĩa như vậy là Ồ, đi đi thì nó đã uma ju ba se ve ten ju de la ani lu se na de kap se na de sem che se na de sap che se na de kazu yo de sana sap che se na da kap se na ma to ye na kap tong bo kap ni wa se ro a uma ju ba ye mai na sem che tong bo sem ye ni wa se ro a zo ye na ne tong bo ni ni wa se ro a da ya ka shi na ya lu tong bo lu ni wa se ro a ti ji de ga la uma ju ba la ani sem che kazu yore sana, kapsi yore kazu yore sana, chu yu che, yi nga la, nini jivri saa sini, chu chik, sabche dawu, sabche si wada da, sabche si ima da, dawu ko liu dawu, chu chik ugu ni, nini, tawa shira gu tionda di maa dhehi yagi desu. Ta Thì deyong thông goshi, là so so rồi so, thông thường những cái bộ luận thì giống như là sẽ có những cái chương hoặc là cái phần, thì ở đây bộ luận này thì lại không có phân chương mà gọi là phát tâm thứ nhất hoặc là phát tâm thứ hai, phát tâm thứ ba. Thì tổng cộng hết thì nguyên toàn bộ cái bộ luận này là có 11 chương. Mình cho rằng là 11 chương là 11 cái 10 cái phát tâm. Xem cái chu thần thì bu chích rồi anh, chu chích. xem chữ 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 thamma đi đi vi sa sĩ đi vi sa đi cái cái sẽ gọi là na xem chữ chữ đi ra lại ni yên đề cái cái yên thumo mai bị chữ chữ cái cái yên sẽ để sẽ đi nhau rồi đấy thamma đi đi vi sa đang chữ chữ đấy đấy Thì mình sẽ có 10 cái, mình sẽ phân 10 chương thành 10 cái pháp tâm, và 10 pháp tâm đó sẽ cho ra một cái thế quả nữa, thì mình sẽ cộng lại là khoảng 10, là 11 chương là cái là thế yang gawa la shi shan de shi gezna sa tang bu ni sa tang bu ra du gawa sa ni wa chi ma me ba rwa sa sum ba o she ba sa shi wa o chu wa sini o sa chu de la ani le u chu la go she yap ani sa chu ri ri ge kap su la ani yen de ga re ga re thu gu de ke bar ga re ga re yo re rwa sa chu di pa shin chu sa chu ge kap su la pa shin chu de go she yap sa tang bu ga su la parshin kari kebar da pabari lagire sa nyiwe kasu la parshin kari re sa tambar kasu la jimbi parshin habare sa nyiwe kasu la tsuringi parshin habare o du si ni sa chu de la parshin chu di yi namsha di gishang di washe go re di na ni ani tanda gi di kar se shere gi parshin di da ani gishu she go re ta shere parshin di to tumani she go ra ani tumani go di ani senke tupak tazu da gishu di she go res. Thì 10 cái phát tâm này sẽ cũng giống như là cha rằng là 10 cũng tương tự giống như 10 địa Bồ Tát, địa thứ nhất, thứ hai, cho thứ ba cho đến địa thứ 10, đó là 10 tương tự với 10 địa Bồ Tát, và cuối cùng là cái quả vị giải thoát, quả vị Niết Bàn là thứ chương thứ 11. Thì 10 cái
quả vị 10 cái địa Bồ Tát này thì mình cần phải tu tập những cái bát nhã và tu tập những cái gì thì trong mỗi chương mỗi cái pháp tâm sẽ có nói rõ. Và trong cái 10 cái pháp tâm này thì cái pháp tâm mà về trí tuệ bát nhã thì sẽ là giảng rộng nhất và chủ yếu nhất, bởi vì trí tuệ giảng ở đây là chủ yếu là giảng về cái trí tuệ không tánh thì sẽ được giảng rõ ràng và tổng quát nhất ở trong cái 10 cái pháp tâm ở trong bộ luận này. Là vậy nè. là số ni ta đi xe ta đang mang chỗ rồi ta sáng nay ấy rồi Dạ sáng bao rồi. nhiêu tổng bộ tổng bộ này mang bộ số xe này nhiều biểu rồi sáng nay ta ý nó ngang được sáu tám trăm chín số sáng nay nó mua lên Hôm nay mình dừng bài học ở đây thôi, tại vì sợ nói nhiều quá mọi người nhiều sẽ ngán ngẩm, cho nên là mình sẽ nói hôm nay bữa đầu mà nói nhiều quá mọi người sẽ ngán rằng là bộ luận này nó dài hay thế nào, cho nên là hôm nay mình dừng ở đây thôi. Là gì nào, Đó anh sợ đừng đi cố gắng. trang ngajo ờ trang ngajo tên đa ngajo đắc à tên đa đi chữ chỉ rồi là ngaran zu kare she sha wa tele tin so nam kare sa sha wa su su sem na la sam bu gi sam no kare ke wa ti gi ge wa kare sa sha wa ti tam che ani rang da ma se je tam che du nge li ro wa du nge li ta wi ta wi ko ma to ba ma se an ta wa da ta ji ji ko ma to bi gu ri gu chu se ne sam ma gi ani ngo wa chi ro che se ngi de ne ma Đừng nghĩ Thì mong rằng một khoảng 1 tiếng rưỡi này mọi người có thể nghe pháp và an lạc và tích lũy được nhiều cái phước đức và đem hết những cái công đức này hồi hướng về quả vị Bồ đề. Cho nên là tôi xin đọc cái hồi hướng là cái nào. Ôi chẳng chứ xem cho rừng bồ chí mà chế bà nâng bì chí chứ chí kì hoa nhạc bà nè bà Cũng nè cũng đưa bè bà rừng chú tông nhìn tà bà rừng bồ chí Mà chế bà nâng bì chí chứ kì hoa nhạc bà nè bà Cũng nè cũng đưa bè bà rừng chú chạc bà 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 chí tử kèm bà tà Cũng đưa sáng bà bà tì chí Tì tà quyền chì chì sơ tà lù chì kì wà tà tà chì lạc tà ngô. Tì sơ mì xà bì kì wà tà chì yì ngô wà kàng lạ chù tà ngọc bà. Tà chì kì bì tà wà tì quyền chì ngô sông bù chì chì lạc tà ngô wà yì. Tà Nguyện nhì cho nhàng Bồ chì Đề. sông tà chì bì lạ mà chì chì sạc tà kàng chì tà chì ngô. Chào na bè mò tên dên yà dù lò sù wà tên sù chì tò lên tù Nguyện cho Bồ Đề tâm nơi nào chưa phát triển sẽ nảy sinh lớn mạnh, nơi nào đã phát triển sẽ tăng trưởng không ngừng, không bao giờ thối chuyển. Như mạng tù phổ hiền chứng cảnh giới như Phật, con cũng xin nguyện đem tất cả mọi công đức hồi hướng nơi cao cả, xin theo chân các ngài. Nguyện gửi hết thiện căn theo hồi hướng tuyệt hảo của chư Phật ba thời, sao cho con theo tròn tất cả mọi thiện hạnh. Là số ghê nè. là số nên tham mà sinh nhật năm cô tham mà sinh nhật à Là nên Là Good night. Cảm ơn.